Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Đội Mỹ Linh nói một câu liên quan đến chồng khiến netizen đồng loạt đòi thêm em bé nữa nhé chị. Mạng tương tác trên mạng xã hội của Hoa hậu Đội Mỹ Linh và ông xã mới đây khiến nhân tình không nhịn được cười. Kể từ khi về chung một nhà với ông xã doanh nhân Đỗ Vinh Quang và hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng, cuộc sống của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận được sự quan tâm của khán giả. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và ông xã Đỗ Vinh Quang về chung một nhà hồi tháng 10 2022. Mới đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có lần hiếm hoi nhắc đến chồng. Theo đó, cô chia sẻ khoảnh khắc chiến thắng của đội bóng mà Đỗ Vinh Quang làm chủ tịch giành chiến thắng. Kèm theo đó là dòng trạng thái, tranh thủ chồng đang vui đòi gì giờ ta. Bài đăng hiếm hoi của Đỗ Mỹ Linh nhắc đến chồng. Phía dưới bình luận, đông đảo cư dân mạng đều hài hước trêu chọc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, đòi thêm em bé. Nhiều khán giả bình luận, để cho đứa nữa, thì ra bông hậu cũng tranh thủ lúc chồng vui để xin à, đòi thêm em bé nữa nhé chị. Bình luận từ cư dân mạng, đáp lại lời của bà xã, Đỗ Vinh Quang nói, ba điểm thì cái gì cũng xong vợ nhé. Đây là lần hiếm hoi, Đỗ Mỹ Linh và ông xã có tương tác hài hước trên mạng xã hội kể từ khi công khai hẹn hò và về chung một nhà. Bởi thế, chia sẻ của cả hai đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Ông xã Đỗ Mỹ Linh cũng tương tác hài hước. Sinh con hồi tháng 7 2023, đến nay Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dần quay trở lại với showbiz. Cách đây chưa lâu, trong buổi giao lưu với truyền thông, Đỗ Mỹ Linh cho biết cô gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu làm mẹ. Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết cô may mắn có ông bà hai bên nội ngoại nhiệt tình hỗ trợ nên không gặp tình trạng trầm cảm sau sinh. Dù vậy, vợ chồng cô vẫn tú lúng túng, thậm chí hút hoảng trong quá trình tập tành chăm con. Đội Mỹ Linh cảm thấy cô học được sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và trưởng thành hơn sau khi làm mẹ. Nhan sắc vô hậu môn Đỗ Mỹ Linh ngày càng đàm thắm, đúng chất phu nhân chủ tịch. Đỗ Mỹ Linh vẫn luôn xây dựng hình ảnh hoa hậu nhẹ nhàng, trong sáng. Nhiều năm sau đăng quang, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được cho mình diện mạo tươi tắn, đầy năng lượng, cùng thần thái đáng liên tị. Dù ít khi xuất hiện giới giải trí, nhưng tên tuổi của Đỗ Mỹ Linh vẫn được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tái xuất tại một sự kiện với sắc vóc xinh đẹp sau 4 tháng sinh ái nữ đầu lòng. Mới đây, Hoa hậu Đỗ My Linh tái xuất tại một sự kiện với sắc vóc xinh đẹp sau 4 tháng sinh ấy nữ đầu lòng. Người đẹp cho biết giờ muốn tập trung cho gia đình và em bé. Nàng hậu bày tỏ, bây giờ tôi mới 27 tuổi, còn thời gian sau này nên giờ muốn tập trung cho gia đình và em bé. Khi nào em bé ổn định hẳn thì làm dự án riêng sẽ hiệu quả hơn thay vì nhấp nhổm hôm này hôm kia đội mỹ linh diện chiếc đầm màu xanh với style công sở trong chỉnh chạc có thể thấy sau khi lên chức mẹ bỉm nhân sắc của đội mỹ linh ngày càng đầm thắm hơn tuy nhiên dù tăng cân nhưng cô vẫn giữ được thân hình cân đối đường nét hài hòa trên khuôn mặt sau khi lập gia đình khán giả hiếm hoi thấy nàng hậu xuất hiện sự kiện giải trí thời gian này cô ưu tiên thời gian cho gia đình và nhóc tỳ đầu lòng đội mỹ linh diện chiếc đầm màu xanh với style công sở trong chỉnh chạc nhiều năm sau đăng quang, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được cho mình diện mạo tươi tắn, đầy năng lượng, cùng thần thái đáng ghen tị.